Trang có mang đế cao không? Có hai mẫu đế cao về đẹp kìa. Trang em xe máy. Linh coi xe này 37 cho bạn kìa con, 37, 38. Này chắc xe nhỏ xíu quá. Cái đóng mẹ cái cửa chứ Minh. Chứ này chắc 36 quá, cho em nhỏ. Này sỏ vô đi thôi à. Chặt quá không? Nhưng mà ý là em coi cái kiểu rồi. Em coi cái kiểu rồi chị lấy sai cho. Coi coi đó ba mấy con. Lâm lấy chị 36 rồi. Thầy 35 chị cũng vô, tại chân cũng nhỏ. 37 sợ rộng quá. Đó tầm 3.2 à cưng. Em ăn luôn đi chút xíu cho thử luôn cho nó dễ. Đó là quá trời màu luôn. Xanh đỏ tím vàng lum, mà cái kia là full đen. Em thử coi nó vừa không vừa, chị lấy xe lớn hơn. Được rồi, thấy tại 36 là được rồi. Chứ ba chị cũng nhỏ quá nha, không có lớn đâu. Ở trên kìa, chỗ cái ấy kìa. Ừ. Chị thử luôn đi tới luôn cho dễ. Này bé mang đi chơi đi làm vậy bé? Dạ. Ờ. Đi làm nó không cho mang đế trắng hả? Ờ. Đế đen thì mang đi làm thì nó sạch. Không có dơ, cũng không mấy đứa nó kìa tìm mấy đế đen để đi làm nè, nhưng mà đâu có đâu, bữa nay nó mới có hàng. Cái này em xỏ vô là em đi à, không có cần phải cột dây gì hết á. Mà giặt nó cũng dễ nữa. Ga chị chợ, ga chị tặng cho đôi giới 20.000 mang chung về mới. Ừ. Còn giá thì chị niêm yết công khai rồi, ai mua cũng giá. Ưu tiên là chỉ ghé shop mới được tặng giới thôi, còn mua online là cũng không được tặng giới nữa. Em mang ba mấy chị lấy size cho. 37 chọn mẫu nào? Cái đó hay ba sọc, có cái ba sọc nữa đó. Ờ. Lấy ba sọc trắng là chị 37 chị mượn đi con. Ngoài lại 35 không à. Buma. Quăng ở chỗ ngoài nha. Chất liệu giống nhau hết cơ. Ừ. Còn nếu không lấy, ồ đâu có lấy xanh đen được hả, lấy đen thôi. Mang xanh đen được không? Cũng không được luôn, chỉ có mang một đen thôi. Cái này là nó chấm trắng chứ đâu phải là nó đen chị. Nó là da lộn cưng. Cái nó là da lộn. Chấm trắng cái đó là bụi của nó đó cưng. Khi nào mình mang thì mình vuốt tới vuốt lui nó sẽ hết. Còn nếu không em lựa dày vải giống như con bé này đi. Ừ. Ừ. Da lộn mà, da lộn mới gọi là nhung đó. Chất liệu hai mẫu là y chang nha.
Rồi lấy chị thử đi con. Bé ngồi ghế mang chiếc ghế giúp chị trước đi con. Bé lấy ra cho em thử cho nó nha. Đợi xíu để bé ăn lấy cho. Thì chị thử trước một chiếc đi con. Cái đó dây em tùy thích, dù em muốn chặt hẹp thì tự em nới vô. Cái dây đó mà em sợ mà nó dơ thì em đổi dây đen. Chặt không? Chặt thì lấy lớn hơn. Hả? Chị đừng có quan trọng cái gót, chỉ là cái mũi chân của chị. Khi em ngồi nó khác nha, khi em đi nó khác nha. Khi em đứng lên em đi, cơ thể trọng lượng của em mấy chục ký nó dồn lên bằng chân nó còn bè ra nữa đó. Ừ, còn nếu không chọn kiểu khác đi cưng. Ừ. Em muốn đế đen bên đây nhiều mẫu lắm nè, qua góc bên đây nè. Chị có mang khung không? Không, khung mà cái phơi khung đen giống vậy. Không thích mang giải. Giờ mấy dạng này ta mang giải không à? Ít ai mang ấy lắm. Giờ giày da mấy đen này cũng ít. Tại vì thun bây giờ được cái nó im nó mềm, cái lựa chọn nó nhiều hơn. Mấy mẫu da lộn này lâu lâu 5 12 tháng mới có một đợt thôi chứ nó cũng không có nhiều. Chọn kiểu khác đi em. Mang mà dài em muốn im á, chỉ có mang mấy dặn thun nó mới im liền thôi. Giống như con bé nãy không, em mang vô chân cái em nhẵn nó mềm liền à. Nên em phải lấy size bự hơn do so với cái chân mình. Cái người nó nhỏ size chân thì cũng nó sẽ rộng ra, nó sẽ tụt dày. Em mang giày 37 nó khi là rộng rồi, chân em là chân 36. Em mới mang giày 37 rồi. Giờ em mang giày lớn nữa là đi tụt dày. Chân em cũng thon mà đâu có to đâu. Trời, chân em còn đẹp hơn chân bé chị em với của chị nữa đây nè. Chân đây còn chà bá đây nè. Chân này chân thon mà chân nãy chuối gì. Chân chút xíu đây mà. Chân 36, 37 là toàn là chân thon gọn không à. Có nhiều người chân cái bàn chân người ta còn ngắn, nó còn nục mà nó bẹt chè bè nữa. Thôi chiếc này em được là hẹn chiếc sau. Thích thì mình lấy còn nữa không, mà chiếc sau mình ghé. Tại đợt mỗi đợt nó mỗi mẫu mà. Để không ưng cái mình lưỡng lự khó mua lắm. Bỏ bao cho chị ra này trước đi con. Ra ngoài kia bé ra cho chọn lấy vớ đi chị ấy cho.